Thưa quý vị, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng được ngành y tế xác định là chiến lược để giải quyết ngay tại cộng đồng cho người dân có nhu cầu, đặc biệt là đối tượng người khuyết tật với chi phí thấp nhưng đem lại nhiều cơ hội phục hồi, hòa nhập cho người dân. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện 199 Bộ Công an đã triển khai hoạt động này tại nhiều khu dân cư trên địa bàn Đà Nẵng và bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Đây là buổi khám bệnh và phục hồi chức năng ngay tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, vừa được Bệnh viện 199 Bộ Công an phối hợp tổ chức. Tại đây, người cao tuổi ở khu dân cư đã được khám sàng lọc các bệnh lý về cơ xương khớp cũng như tim mạch, huyết áp và được hướng dẫn tập phục hồi chức năng ngay tại chỗ. Nói chung, hiện nay các cụ rất phấn khởi tập trung đến địa điểm để khám trước thời gian. Khu dân cư Mốc AB thì cũng có nhiều cụ người cao tuổi thì mắc bệnh về cơ xương khớp, cho nên hội chữa đỡ phường và hội người cao tuổi chọn khu dân cư Mốc AB để tổ chức các khám chữa bệnh cho 200 cụ. Thì cũng qua đó thì đây là một hoạt động rất ý nghĩa. Còn đây là buổi tập huấn kỹ năng phục hồi chức năng tại cộng đồng cho đội ngũ cộng tác viên dân số và chi hội phụ nữ phường An Hải Tây, quận Sơn Trà. Tại đây, các bác sĩ đã hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản phục hồi chức năng và các bệnh lý về bệnh mãn tính không lây nhiễm. Ngay sau đó, 100 người cao tuổi tại địa phương cũng đã được khám sàng lọc và được chỉ định điều trị phục hồi chức năng. Thì tôi thấy đây là một cái việc làm rất là hữu ích cho bản thân của mình và cũng như nhất là người tuổi già. Mà được làm như thế này thì nó sớm nó phục lại cái chức năng đi đứng của mình cho nó ổn định hơn. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện 199 Bộ Công an đã tổ chức các đợt tập huấn về kỹ năng phục hồi chức năng tại 5 phường là Mân Thái, Nại Hiên Đông, An Hải Tây, An Hải Đông, quận Sơn Trà và phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Đồng thời cũng đã triển khai khám và tập phục hồi chức năng ngay tại khu dân cư cho gần 1.500 người cao tuổi tại một số phường trên địa bàn thành phố. Qua chương trình này chúng tôi muốn là sẽ đào tạo huấn luyện lại cho cán bộ y tế cơ sở cũng như là cộng tác viên và người nhà để có thể là những người mà sống ngay tại cộng đồng có thể hỗ trợ thường xuyên liên tục. Theo Bộ Y tế, hiện nay các cơ sở khám chữa bệnh mới chỉ đáp ứng từ 15 đến 20% nhu cầu phục hồi chức năng của người bệnh, 80% còn lại phải dựa vào cộng đồng. Nhưng hiện nay, hoạt động này chưa được quan tâm và phát triển để đáp ứng nhu cầu.